Vâng, xin chào toàn thể các quý vị. Ở video tối nay tôi xin giới thiệu với đến quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm mới, đó là chiếc Equalizer. Vâng, trên màn hình nhỏ của toàn thể các quý vị và các bạn, đây là chiếc Equalizer. Đây là một dòng lọc mới chất lượng, nó trên cả dòng DBX2231 và nó có tên là Asari, có mã số là GQX3102. Vâng, đây Asari GQX3102, đó là một mẫu sản phẩm thương hiệu của Mỹ và USA Mỹ. Những dòng Equalizer này nó có 3 mẫu, vâng, đó là một mẫu đầu tiên là 3102 và 3101 và 31502. Thì trên màn hình của các quý vị và các bạn, đây là một mẫu GQX3102, đó là một mẫu cao tiền nhất trong những mẫu sản phẩm của hàng Asari, và rất chất lượng. Bên trung tâm điện tử Đám Hoa vừa về được mẫu lọc cực kỳ chất lượng. Và nó cũng được sử dụng 62 cần tinh chỉnh chất lượng. Và đây là những cần gạt để chỉnh volume to nhỏ. Đây là những lúc volume lén. Và Equalizer cực kỳ chất lượng, đến từ thương hiệu, đến từ đất nước Mỹ. Vâng, nó chất hơn là những dòng lọc DBX2231. Và đây là mặt sau, và đây là mặt sau, và đây là lỗ cắm nguồn điện 220. Và đây là công tắc nguồn. Và Asari GQX3102. Và rất rõ ràng, có lên Rain USA. Và điện 100-240V. Và có những, còn đây là dọc ca lông đường cổng ngõ vào. Và chúng ta lấy nền nhạc từ TV, điện thoại hoặc từ máy tính là input. Đây là hai jack ca lông. Chúng ta cũng có thể cắm bằng jack 6 ly. Và đây là jack ca lông đường quýt. Vâng, đường quýt. Đây là đường ra. Đường này là chúng ta, các bạn và quý vị cắm lên vang. Và đây là chúng ta cắm vào đường cổng 6 ly, giặc 6 ly. Và với thiết kế của dòng lọc Asari, nó cũng khác với lọc của DBX2231. Ở DBX2231 thì những cổng ngõ vào từ lấy từ tín hiệu nền nhạc thì nó ở vế bên này.
nhưng của Ashley thì nó lại lấy là nhạc vào từ bên này và ra bên này và nó ngược lại và nó ngược lại thì nó cũng giống DBX 2231 trong trung tâm vừa về với dòng lọc thế hệ mới Ashley, thương hiệu của Mỹ và cực kỳ chất lượng và với giá lọc chiếc lọc và Ashley GQX 3102 nó có giá dưới 3 triệu đồng và cực kỳ chất lượng. Quý vị, các quý vị và các bạn sử dụng những dòng lọc này và nó chất nhạc có lên rất nhiều và nền nhạc nó được lọc sạch các tạp âm và không còn bị sạn và rất chất lượng. Và sau đây là tôi cũng đang đánh một chiếc lọc Ashley và chất âm nó rất là hay. Và nó có giá dưới 3 triệu đồng. Và quý vị và các bạn là có nhu cầu dòng lọc và Ashley GQX 3102 và xin hãy liên hệ cho điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0918 219 265 và 0974 637 646. Điện tử Tám Hoa giao hàng toàn quốc và đây là dòng lọc thương hiệu của người Mỹ và đến từ đất nước Hoa Kỳ và thương hiệu đến từ đất nước Hoa Kỳ, nó rất chất lượng, nó đem đến một chất âm rất là hay. Và sau đây tôi sẽ test cho quý vị và các bạn được thấy và không qua lọc. Rồi, để cho qua e quay.